Đáng nhiên đang lành tự dưng lại Tết. Bác giúp việc nghỉ về quê nên giờ ngoài những công việc chính thì mình cũng phải phụ vợ để trông con nữa. Mà trẻ con giờ khôn mồm cực, rủ ăn mấy cái kiểu mứt Tết á, lắc đầu ngay, chỉ thích ăn mấy cái bánh kem các thứ. Đấy, mới mang ra mời là mặt nó hớn hở gật ngay. Đây là bánh lạnh Kisin nhá. Trông bao bì giống hộp kem nhưng mà thực tế ra nó lại là bánh. Nhưng nếu các bạn thích ăn kiểu kem thì chỉ cần để lên ngăn đông là ăn giống kem rồi. Còn khi giã đông ra khoảng 5 đến 10 phút là ăn sẽ thành bánh mousse. Khá là thú vị đúng không? Ở đây thì mình đang có hai vị là dâu và chanh leo. Bên trong mỗi loại sẽ có một lớp bất mỏng và một miếng chocolate màu hồng trên mặt bánh. Dưới đó là lớp kem mousse có vị hoa quả rồi cuối cùng sẽ là lớp bánh gato. Để nói về chất lượng bánh thì mình cảm thấy rất ổn. Bánh và kem có độ thơm ngon rất vừa miệng, không bị quá ngọt hoặc là quá ngấy béo. Cả kem lẫn mứt khi ăn đều cảm nhận rõ hương vị hoa quả thơm dịu. Mà ưu điểm lớn nhất của loại bánh này là về góc độ tiện lợi trong sử dụng và bảo quản. Nó có thể dùng như một bữa ăn nhẹ này, mang đi chơi xa dùng cho những bữa phụ, hoặc là như mình thì dùng để tẩm bổ thêm cho con. Trước làm nhà hàng thì cũng có đợt mình nhập bánh ngọt về để phục vụ khách, nhưng mà về khâu bảo quản thì khá là bất tiện, không để được quá lâu đâu. Để lâu chút là bánh khô hết lại, giảm chất lượng nên không thể mang phục vụ được. Giờ bạn nào mà đang làm trong ngành F&B như kiểu mô hình cà phê, khách sạn, nhà hàng cao cấp chút thì mình nghĩ loại bánh lạnh này sẽ là một sản phẩm rất ổn để sử dụng. Giá bán lẻ thì là 35.000 một hộp nhưng mà nhập nhiều chắc chắn sẽ có giá tốt hơn. Các bạn thử và nghiên cứu xem nhé.